người mà đang dùng và đã dùng Botor. Thì hai hôm nay mình đang update firmware, cho nên là vào app á, nó có một cái vấn đề là cần phải update nó mới sử dụng được tiếp. Từ hôm nay mình đã update xong hết rồi và cứ dùng bình thường. Các bạn, hôm nay mình có mặt tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, tại Quốc Thái Auto. Mình có lắp cái Botor cho cái xe BMW 430 bản Coupe Continental. Cái hộp này có thể tune được chiếc xe luôn bằng app điện thoại của mình, chứ không phải là chỉ để âm thanh không đâu. Mỗi một cái bô là phải có một hộp này để tách âm thanh. Nó sẽ lấy dữ liệu của tất cả những hộp điều khiển vận hành động cơ trong xe để nó can thiệp để tạo ra âm thanh này. Cho nên là anh chạy cái xe, anh đang nghe âm thanh vậy nè, anh chạy normal hay anh chạy eco đi, cái xong anh chuyển qua sport, sportless hoặc comfort thôi, đây này là anh nghe âm thanh khác hẳn luôn, là do nó hiểu được mình đã chuyển. City với sport nè, là mình chuyển ở chế độ này nó sẽ ảnh hưởng tới xe, nên tốt nhất mình để ở wind trên áp sẵn. Thì mình có chuyển ở đâu thì ra đây nó cũng nằm mức âm lượng là cao, để đi trong phố nó nhỏ hơn chuyển qua sport nó sẽ tăng cao nhất, để win là mình trước tên mình tự điều chỉnh được hết. Trên cửa hàng tải dữ liệu này, bất cứ cái âm thanh nào mà có vấn đề gì cứ liên hệ qua anh nạp dữ liệu lên đây cho. Và bây giờ mình cũng bàn giao lại hết tất cả những cái phần kỹ thuật cho mấy bạn kỹ thuật ở bên này, sẽ tự gia công cơ khí để lắp hai cái bầu này lên trên xe. Còn phần điện thì mình đã hoàn chỉnh hết, app thì mình cũng đã hướng dẫn hết cho các bạn kỹ thuật ở đây về hiệu năng, về tính năng của app, có những tính năng gì trong đó, phần mềm dây điện sao đi relay như thế nào, rồi còn mấy phần thẩm mỹ này mình bàn giao lại các bạn, mai các bạn xử lý sao. Mình đã test xong hết rồi. Ok, rồi cảm ơn các bạn, giờ xem clip hoàn chỉnh ha.